Một vẻ mặt hiền từ, một ánh mắt đang buồn rũ rượi của Đức Chúa Giêsu đang hiện hữu ở trên thân cây si Trư Băng Gia Lai, như thể là Ngài đang thương xót cho sanh chúng, như báo hiệu một điều gì đó sắp xảy ra. Trong những ngày qua đã có hàng trăm người tới đây để cầu phúc, để dâng hoa, để chạm tay lên mặt Chúa và để vuốt lên thân mình giống như là xin tội Chúa Trời cứu chúng con. Nhưng ít ai hiểu rằng với gương mặt đang hiện hữu trên thân cây này được cho là của Đức Chúa Giêsu. Nếu như đó là sự thật thì ở đây sẽ có một điểm mấu chốt mà người đời đã bỏ quên trong quá khứ. Chẳng những thế mà nó còn liên quan đến một nhân vật đã từng xuất hiện trong Công giáo, đã từng thân cận bên cạnh Ngài Chúa Giêsu trong quá khứ. Và sự việc này cũng chưa từng được nhắc tới trong Kinh Thánh của nền Công giáo. Và đây đó, Cà Mau xin được phép tiết lộ, đây là một cô gái bí ẩn mà tất cả chúng ta phải nghe qua một lần để biết về Đức Chúa Giêsu. Kính thưa toàn thể quý vị và các bạn đang xem trên kênh Đây Đó Cà Mau, hôm nay nói về một chặng đường quan trọng mang tên chặng đường thánh giá, với nhan đề Veronica lau mặt cho Ngài Đức Chúa Giêsu. Khi Ngài còn tại thế, có 14 chặng đường thánh giá, và đây là chặng thứ 6. Đàn thánh giá là một loạt gồm 14 bức ảnh nghệ thuật, thường là điêu khắc, miêu tả diễn tiến cuộc đời khổ nạn của Đức Chúa Giêsu, từ khi ông bị kết án đến việc giác cây thập tự giá, đến chỗ bị đóng đinh và cuối cùng là an táng trong hầm mộ. 14 chặng được coi là các sự kiện nổi bật nhất của cuộc hành trình này. Và ở đây, Veronica là ai? Mặc dù sự việc cụ thể về chiếc khăn không được đề cập tới trong Kinh Thánh, nhưng đây là một sự việc có thật trong truyền thuyết của nền Công giáo. Đó chính là một người phụ nữ được cho là đã chạm tay vào áo choàng của Chúa Giêsu và đã được chữa lành căn bệnh chảy máu ngay lập tức. Cũng chính người này, Veronica, đã dùng một chiếc khăn để lau máu và mồ hôi của Đức Chúa Giêsu khi ông thương tích đầy người lúc giác thập tự giá đến Calvary. Những điều kỳ lạ xảy ra khi cô gái này dùng chiếc khăn để lau máu và nước mắt trên gương mặt của Đức Chúa Giêsu thì nguyên một khuôn mặt của ông đã in hẳn lên chiếc khăn đó và làm cho nó có tác dụng chữa bệnh. Về sau cũng từ đó mà ra, từ gương mặt của Ngài Chúa Giêsu có khả năng chữa bệnh. Hầu hết tín đồ Công giáo cùng tất cả những người tín ngưỡng tâm linh cũng như tin vào sự quyền di hiện hữu của ông, mỗi khi tới trước tượng hay là những bức tranh có Đức Chúa Giêsu đều chạm tay mình lên gương mặt của Ngài và vuốt lên thân xác của mỗi chúng ta. Đó như một hành động xin tội từ Ngài, xin quyền di thiêng liêng từ gương mặt của Ngài ban phước, để sức mạnh từ gương mặt của Ngài sẽ độ cho tất cả chính họ được bình an, được sức khỏe và đại khái chung là được những gì mà họ mong cầu nguyện ước. Qua đây có thể thấy những hành động của những người đã đổ xô về chiếc cây tại Trư Băng Gia Lai, với những hành động như dâng hoa và đưa tay lên chạm gương mặt Chúa và vuốt ve lên thân mình. Đó chính là những hành động tín ngưỡng tâm linh về Thiên Chúa Giáo, về Ngài Đức Chúa Giêsu cũng như là nền Công giáo. Đó là sự thể hiện của một người con Chúa, của một vị tín đồ. Và tới đây, Đây Đó Cà Mau cũng xin phân tích thêm trên hình ảnh của Đức Chúa Giêsu hiện hữu ở trên thân cây si. Nếu như những hình ảnh này là thật thì chúng ta có thể nhìn về phía bên phải, nơi có hai sợi rễ cây màu trắng đang thòng xuống. Nó cũng gợi lại cho chúng ta là hình ảnh chiếc khăn, giống như những gì năm xưa mà Veronica đã lao lên mặt Ngài ở bên tay phải như vậy. Nếu như chúng ta nhìn rõ
thì đây là một sự hiện hữu rất rõ ràng, vẻ mặt hiền từ của Ngài vẫn như xưa, và những hình ảnh này tái hiện lại vẫn giống như năm nào lúc Ngài còn tại thế. Và một ý nghĩa sâu xa hơn nữa, như tái hiện lại của một gương mặt đã từng cứu độ và chữa lành bệnh cho hết thảy chúng sanh, cho chúng ta biết được rằng với sự hiện hữu của Ngài thì tất cả các tín đồ đều sẽ bình yên, và tất cả những ai là con của Chúa cũng sẽ thật sự an bình, tai qua nạn khỏi. Nói về lòng tin tâm linh thì chúng ta có cảm thì sẽ có ứng. Ta tin Chúa ở bên ta thì nhất định Chúa sẽ ở bên ta. Ta tin rằng Chúa đang nhìn thấy ta thì tức là Chúa đang ở trong tim ta. Sẽ cho hầu hết mọi chúng ta tin tưởng vào Chúa giống như một bức tường ở phía sau lưng, giống như một chỗ dựa, một bến bờ vững chắc, cũng giống như vòng tay của mẹ hiền Đức Mẹ Maria bế một đứa con thơ. Những hình ảnh đó cho chúng ta biết được rằng tình thương của Chúa và Đức Mẹ đối với nhân loại là vô bờ, vô bến. Trở lại với những hình ảnh tại Trư Băng Gia Lai dưới gốc cây, thì tất cả mọi người cũng thấy được rằng lòng tin tín ngưỡng của những người con Chúa thật sự tuyệt vời biết bao. Một sự thành kính, và đặc biệt hơn nữa là hai chữ thành tâm không nói nên lời. Đây đó Cà Mau cũng xin cầu chúc cho tất cả quý vị đã từng tới gốc cây này thật sự bình an và được Chúa chở che trong suốt cuộc đời của mình, lúc nào cũng được may mắn, sở cầu thì được như ý, sở nguyện thì cũng được tòng tâm. Gia đình lúc nào cũng trên hòa dưới thuận, cháu con cũng sẽ được thảo hiền. Chúng ta cùng gieo cho nhau những gì thiện duyên trong cuộc sống, giống như tình yêu thương của chúng ta đối với Chúa và tình thương bảo bọc những đứa con thơ của Chúa đối với mọi chúng ta. Dẫu rằng đây đó Cà Mau chưa từng đọc Kinh Thánh, nhưng sau cùng để tri ân lại tình cảm của quý cô chú anh chị, cũng như là Đức Chúa Giêsu cùng Đức Mẹ Maria và nền Công giáo nói chung, đây đó Cà Mau xin niệm một câu Amen, cầu Chúa độ con.